Hello, Alo, dạ nghe. phải lên Sài Gòn không? Đúng anh. Chiều rồi em lên cái clip sao lại đi nói với Tường Lam là ăn mặn liên lạc thì dạy với em. Cái clip nào anh, cái clip nào? Em lên nhiều Mới clip lắm. thì có một người phụ nữ nói chuyện nói là gì ở nhà ăn mặn rồi xong rồi đi lên chùa này nọ khác liên lạc này nọ, em làm clip á thì để cho quần chúng nhân dân người ta biết và người ta đăng ký vô để em có tiền, còn em làm cái kiểu này chắc em dịp nghề quá em ơi, Lý do em anh, thấy nhiều clip trên nó cực kỳ quá. nhìn nhận như sự việc này như thế nào mà anh có kết luận ngang xương vậy? Là tại vì cái clip em đưa lên là Phai Lan Sài Gòn đúng không? Có một người phụ nữ nói cái chuyện là nói Tường Lam. Chắc em biết Tường Lam bữa nay là nói như thế nào, nói một đứa con nít thôi. Nhưng mà nó cảnh sống của nó còn hơn người lớn nữa. Thì tất cả mọi người ai cũng đều thương nó. Và quý mến nó, những cái câu nói của nó. Mà tụi em lên làm clip mà em này nọ cái khác, anh thấy sao nó kỳ lạ quá. Thế anh có biết là đằng sau câu chuyện của Tường Lam là có nhúng tay của một số người lớn không? Nói chung á, người lớn em nghĩ sao mà cả thế giới luôn mà em nghĩ sao mà nhúng tay người lớn mà sao? Chỉ có ông Phú, nó lên có ba clip thôi, rồi bắt đầu cộng đồng mạng mới thấy vậy. Rồi bắt đầu mới tiếp tục, nhưng mà rõ ràng anh coi là từ đầu tới nay là đúng không sai. Không biết Tường Lam tuy rằng nó là nhỏ con nít, nhưng mà nó nói những cái gọi là nó còn hơn người già đầu nữa. Giờ anh có biết là đằng sau câu chuyện đó là người mẹ đứng sau để mà dẫn dắt vấn đề đi không? Không, đừng có nói là người mẹ dẫn dắt rồi hết á. Nó mới có 4 tuổi, hôm nay nó được 5 tuổi, nó thì tính ngày tháng đúng không? Nhưng tụi em á là làm YouTube chung Bao nhiêu làm đúng. anh nó Chứ cũng bé cộng hơn đồng anh mạng rồi. người ta ký vô, người ta chấm vô tụi em mới có like được. Chứ anh tụi em anh làm anh này anh thấy bức xúc. anh nó còn bé bao nhiêu tuổi? 5 tuổi, bữa nay nó 5 tuổi. Nó gần 6 tuổi rồi anh ơi. Tạo quá anh ơi. Đây nè, nhưng những cái ngày mà má nó nói lần đầu tiên là má nó nhớ cái ngày lộn thôi. Anh nói thiệt, anh coi từ cái Mà đầu tiên nhất của Độc Lạ Bình Dương. Cho nên không có cái pha nào mà anh khỏi coi hết á. Cho nên là những cái gọi là pha túc kia, pha túc nọ này nọ, người kia nó xấu người nọ là anh thấy vô tác dụng. Mình làm như thế nào để cho quần chúng nhân dân, nếu mình không làm được cái pha đó thì mình đi tìm cái nơi khác để mình làm cái gì lên. Để cho quần chúng người ta xem rồi người ta ấn vô làm cái biết nhanh cái có liền. em đang hỏi anh chưa trả lời em, có nghĩa là anh nói bé Tường Lam bây giờ bao nhiêu tuổi? Bây giờ nó là 5 tuổi, bữa nay pha hiện nay là nó đang 5 tuổi. Nó gần 6 tuổi rồi, nó sinh kể như là tháng 2 năm 2018, năm nay bao nhiêu rồi? Rồi cứ nói đi. Cái vấn đề ở đây đó, anh có thấy cái sự nó vô lý ở đây không? Thứ nhất là trong đạo Phật không có cái tà kiến, không có kiểu gì đó ma tính mà cái như là nói chuyện với thần tài thổ địa, anh hiểu không? Nhưng Đâu cứ mà nói một đi. con bé đó, một con bé mà nó không có biết gì cả mà người mẹ lại là nói là nó nói chuyện được thần tài thổ địa, đây là một trong những cái là thấy nó không có đúng rồi. Cái vấn đề thứ hai, đoán về cái là cái vận mạng tuổi thọ của người ta là cái vấn đề thứ hai là tà kiến. Cái thứ ba là bảo rằng là cái như là nói chuyện được với người âm khi đi qua đám ma là cái vấn đề đó là cũng sai trong chánh pháp. Cái vấn đề thứ tư bảo rằng bé Tường Lam là ăn chay trường, ăn chay dưa 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 chuối, nhưng em cũng đã có những cái clip chứng minh là bé Tường Lam không phải là ăn chay trường, không phải là thuần chay đó. Và những cái vấn đề khác thì cái như là ước mơ của bé là ước mơ có một căn nhà, đây là cái vấn đề của người mẹ là cái như là hỏi bé Tường Lam chứ không phải là Phú. Người mẹ hỏi là bé ước mơ cái gì, nó ước mơ một căn nhà. Người mẹ nhảy vô nói một câu là có một ngôi nhà để mẹ bớt tiền thuê nhà đúng không? Đó. Và còn những cái vấn đề em hỏi anh, một người mẹ mà quên tuổi con mình anh có tin hay không? Sao Một người mẹ đó mà quên tuổi con mình anh có tin điều đó hay không? không, bây giờ anh nói em chữ chỗ này nè, chính anh này khi anh ra tòa, tòa hỏi anh cũng không biết nữa, anh chỉ trả lời một câu với tòa án nhân dân á là anh chỉ có trách nhiệm làm cha đi làm để nuôi con, chứ còn ngày tháng lấy giấy cho sành ra mới biết, chứ còn mấy ông hỏi tôi không bao giờ nhớ, nó bắt cái buộc tôi đấy phải nghe là tòa. anh cái đấy là anh còn một người mẹ rứt ruột đẻ con mình ra mà không nhớ được ngày tháng là cái điều nó vô lý.
Hàng năm vẫn tổ chức sinh nhật con. Tại sao không nhớ ngày tháng của con? Không nhớ năm sinh của con? Bây giờ anh nói với em này, cái chuyện mà anh thấy ngày tháng là không quan trọng, nhưng mà quan trọng không đó là cái tâm của con bé đó. Đó. Ở Bây giờ anh đây nói người ta nói là anh đang hiểu sai cái vấn đề. Người ta nói không phải là người ta nói con bé. Người ta đưa câu chuyện con bé ra để mà chứng minh là người mẹ có sự giả dối. Chứ không phải đây người ta này, chịu cái tức con chuyện đó là giờ các YouTube đó mà nói những cái chuyện này nọ là anh thấy chỉ có một phần ngàn của các YouTube khác. Anh chỉ nói qua vấn đề này, con bé Tường Lam nói là kiếp trước nó có tu là cái chuyện này sai này. Kiếp trước là nó tu, nó ở trong buồng trứng mẹ nó mà làm sao nó tu. Nhưng mà cái này á là cái Nico này tu. Nhưng mà Nico này á là tu chưa đúng, cho như chưa đủ là Nico này mất đi. Rồi nãy rồi cái hồn của Nico này vẫn chờ chật có duyên sẽ nhập về để đi tu tiếp tục. Đó là anh thấy một YouTube cái chỗ này là sai này, chứ còn cái gì cũng đúng hết. Cho nên cái chỗ này này anh nói với em này, anh cũng đã điện hỏi hết rồi, tụi mình nói sai một câu. Nhưng hỏi câu gì anh nói thẳng cái câu đó, câu gì rồi mới nói này. Đó là một cái hồn của những cái Nico đó đi tu chưa hoàn thành, mặc Nico qua đời. Nghe chưa? Rồi bắt đầu Nico vẫn còn hồn linh ở trên thế gian này. Biết chờ kinh duyên nhập về con bé này, chứ con bé này nó ở trong lòng làm sao mà nó đi tu kiếp trước, đi tu cái gì kiếp trước. Đó Cái là cái đó chỗ là cái anh nói của là nó này không có cơ sở, cái đó anh không có cơ sở, phải dẫn chứng chứ không phải nói xung xuông mới được. phải rõ ràng những câu nói gì, anh cũng theo dõi, anh ghi hết. Cho nên anh ý kiến vừa qua là đúng, tụi nó cũng xác nhận là không phải biết Tường Lam đi tu. Đi tu cái gì, cha mẹ nó ở buồng trứng mà đi tu lúc nào, chính thì nó cũng không tu đúng không. Cái này là cái hồn của cái người đi tu trước là bà Nico đó, có thể là bà nhập về, cũng như nếu mình biết á em tới những cái am từ này nọ đó, như chính mà vợ anh đây này không biết chữ nhưng nói tiếng Nho á, cái cỡ mà sư pháp á học không kịp, kể cả tiếng Mỹ thánh tinh nó biết thánh tinh nào, ông cầm thánh giá đen đó khi mà nhập về là bà nói tiếng Mỹ, hình như là chỉ có người Mỹ mới nói chuyện được với bà đâu, chứ còn mà học tiếng Nhật mà không thể được. Cho nên anh rất tin điều này, nhưng anh tin cái điều là bà Nico này này là bà cái hồn mà vẫn còn, nên bà nhờ cơ duyên là bà nhập về cho con biết đường làm chứ Không, mà bà không biết cái đó là sao một nó trong được những cái ma mị. Em không tin về vấn đề ma mị, em chỉ tin vào thực tế. rồi. Em không tin vào ma mị vì những cái vấn đề đó không ai chứng minh được là có hay không có. Đúng rồi, cái gì cũng phải thực tế đúng không, hiện nay đúng không. Đúng rồi. À, nhưng mà có cái anh nói với em này, làm những gì phải đứng đúng đắn, mình đừng có làm những cái gì mà gọi là chín mười cái vi tốt chiến đấu với một hàng triệu người YouTube thì làm sao chiến đấu nổi. Cho nên mình làm gì á, anh nhắc em là phải Cái vấn đề em đang làm nói như thế về nào cái để là cho mình thắng vô đôi mấy đó, để cho mình có like đúng không, chứ em tự nhiên không mình em nói anh dựng lên đồ là đợi, anh đang hiểu sai vấn đề nữa rồi. Cái vấn đề đó là em đang nói là em không có dựa theo vô số đông. Tại sao phải dựa vô số đông? Số đông chưa thì chắc gì là đúng. người ta không phải là tập đoàn ta ăn được cái gì đâu mà tập đoàn Số đúng đông không. chưa chắc gì đã đúng. Sao anh biết người ta không có quyền lợi chứ? Nè bây giờ này đó anh nói với em này, một không chống có mười đâu, chống nổi đâu, Không, anh nói thiệt. em không phải chống Bây giờ ví dụ em này vừa đọc cái tha đây này, anh mới coi thì anh mới nhấn nút anh mới mới ghi số điện điện này, có một người nói là nó ăn mạnh gì lung tung lang tang lên nhà chùa giả bộ này nọ, cái chuyện đó là cái cô đó hình như coi chừng cái lữ nó cái phục á, mình nói Không, sao cái chuyện em nó cái chuyện tăng em nói anh thế này nè, cái chuyện là bé ăn chay ăn mặn cái chuyện đó là mình không quan trọng lắm, anh hiểu không? Nhưng cái người lên. ta nói ra là để chứng minh cái sự giả dối của người mẹ. Người ta dẫn chứng ra những cái là bé ăn mặn đó là để người ta kể như là chứng minh là người mẹ nói có sự giả dối. Anh hiểu em nói chưa? Nhưng Hiểu. ở Bây giờ đây này không anh ai nói trách gì này con bé cả, không ai trách gì con bé hết. Mà người ta nói rồi, ra để mà đưa những lời của người mẹ nói ra và người ta dẫn chứng những cái vấn đề bé đã từng làm để mà lột trần cái bản chất thật của người mẹ ở đây là muốn cái gì mà người mẹ nói những cái không thật. bây giờ nói em Anh này hiểu không? cái cơm á, bây giờ nói là ăn cơm còn rớt, còn những cái lời của mà người mẹ nói là sanh ngày tháng á, làm sao có lúc đúng lúc sai, cái chuyện đó là anh không quan trọng. Còn cái thứ hai với Trường Lam là bữa nay biết Tường Lam vẫn ở nhà trọ đúng không, đâu phải một đã từng cha nó là bị tai nạn coi như là đã bán hết đất đai nhà cửa, cũng nhờ anh em
coi như là giúp đỡ hỗ trợ, tới cuối cùng về bán đất bán nhà để trả nợ lại. Còn bây giờ con biết Việt Nam nó đâu có nói một cái câu là yêu cầu cộng đồng mạng giúp đỡ đâu, nó chỉ nói nó ước mơ thôi. Còn anh nào cho thì cho, không cho là cái quyền của các anh các cô các bác trên xã hội này, đúng không? Chứ nó không phải là nó biểu cộng đồng mạng yêu cầu cộng mạng đâu. Cái chỗ đây này chú phải ghi lại rõ ràng, nó chỉ gọi là nó ao ước thôi, tâm hồn ao ước. Bây giờ đang ở nhà trọ mà nó ao ước phải có một ngôi nhà, giờ lớn nhỏ cũng phải có một cái ngôi nhà, đúng không? Cho nên là chú phải ghi lại cái chỗ đó cho kỹ, chứ đừng trách nó là tại sao ở đứng đằng sau lưng nó là má nó nói những cái chuyện mà này nọ để có nhà, là cái chuyện đó tôi thấy vô lý. Tại vì nó ao ước chứ không phải là nó yêu cầu cộng đồng mạng, cái chỗ hai cái từ này này, đúng không? Em hỏi anh á, anh nói thì em hiểu hết rồi, nhưng em hỏi anh có người anh xin nào lên không đồng mạng mà xin thẳng không? Có. Ai? Xin thẳng như thế này này, giảng tuồng ra xin thẳng, bà Úc Lan. Tất cả quy tắc hiện nay đang quay bà Úc Lan, lý do bây giờ bà già này bà làm không tiền, ở một mình. Bây giờ là đạo là cho bà một cái ngôi nhà ba kia ba nọ, bà đấy là bà đã bị già khác, nhưng trong trường hợp đây là ba mẹ với thằng Lan vẫn còn sức khỏe. Cái người ta nói ở đây là cái sự ma mị của một số người lớn mà đưa đứa bé vào trong cái vấn đề mà đưa lên mạng, nhiều lúc nó không có hay, anh hiểu không? Rào hiểu chỗ này, nhưng bây giờ này nếu mà chú muốn vậy á, chú đi thẳng tới nhà bé Thường Lam, cha mày bé Thường Lam phải ở. Đi tới là nói thật sự là em cũng có những người họ cũng đã có những cái thông tin hết rồi, chứ không phải là em không có, anh hiểu không? Vì anh nói là em phải đi thẳng tới, làm cái tốt mình đi thẳng tới nhà ba má của bé Lam, rồi mới thấy cái cảnh đó như thế nào mới chính xác rồi mới nói được. Chứ còn cái này người ta đang ở nhà trọ mà sao lại em nghe những người ta nói phê phán vô này nọ, em đi theo là cái chuyện này em sai được. Cái này không phải là em theo mà em cũng có chứng kiến của em hay sao là theo được. Tất cả mọi ý kiến của bà con làm mỗi người có một ý kiến. Dạ. Bây giờ anh nói, bây giờ anh có bao nhiêu lời nói em đâu, làm YouTube á, phải đâu rồi đó. Ở đây này, cái đất ở đây này mới vừa đầu có một thằng YouTube cũng cứu người, cuối cùng là đọc không thôi. Cái số tiền là rất là nhiều, nhưng cuối cùng đưa ra mình thơ không thôi, toàn là giấy không. Anh mà bữa anh biết đó là tao lột đầu nó ra, lột mặt nó ra. YouTube nào cũng có YouTube sạch, YouTube dơ hết anh ơi. Các thằng nó cũng lợi dụng từ lưa, không phải thằng nào như thằng nào đâu. Anh ở xa thì ở gần á, tao lột cái mặt con đó ra. Nó đứng nó đọc không biết bao nhiêu người bà con, nhưng mà những người không thường qua YouTube là không hiểu. Chẳng hạn như là gà lăng thang này, nó tung các cái hoa nào vậy, khi mà ta trao tiền á, đưa trước rõ ràng trên ống kính. Còn thằng này chứ đạp không không, đưa một cái bì thư toàn là lột ra, là nó đi rồi là lên xe đi, cứ ù rồi là lột ra, toàn là giấy không. Kịp tới tao lột đầu nó ra, chứ đừng nói lột mặt. Ở đâu thằng đó tên nào, anh cung cấp thông tin em quốc cho. Tao biết nó nói gì đó, bây giờ nó trong tao thấy thằng này chó điện với tao cũng không ghi luôn. Chứ ghi là tao điện lên, nói bị tức đó, để cho sao. Anh lưu lại số của em đi. Khi nào anh có cái thông tin cụ thể thằng đó, anh đưa em xử lý cho. Sống cái kiểu gì người ta bệnh hoạn gần chết, bà con ta hỗ trợ, nó đi tới nó đứng nó đọc không. Cuối cùng nó được một bị thương không, nó bỏ giấy trong đó y như tiền. Nó chờ nó uống cái ù rầu là con không biết nó đâu hết. Đồ khốn nạn. Đã tao có tên con đó. Tao đi kiếm nó vô không kịp, nó vô kịp tên bay lên nhà người đó. Tại vì tao ở sát sống. Chứ tao lên kịp rồi, tao lấy máy, tao quay luôn. Để thử mình giao tiền giao sao. Tao hàng ngàn, coi cái hàng ngàn YouTube. Nó có mày tên kênh đó, anh xem tên kênh đó là anh nhớ tên kênh đó, anh dục qua đây cho tao em. Tao không nhớ, chứ tao nhớ là khi giờ hôm nay là tao lên mạng, tao chữ thẳng luôn. Người ta bệnh gần chết, người ta không có tiền mạng gì hết, giờ cầu cứu. Để cả quay lại chuyện của bé Tường Lam đi. Quan niệm anh là suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Anh cái quan niệm á, là nói chung là nó còn nít thôi, nhưng mà nó đã mới có lớp lá rồi thì làm sao nó học đủ được. Như cái kinh mà của gì bi được cái gì đó, nói chung là kinh đi, cái những người già mà tu 50 năm này chưa chắc nó thuộc hết, mà nó đọc lòng luôn đó. Cái đó là anh nghĩ là có 102, mà anh chỉ phê phán tất cả những cái vi tức gọi là kiếp trước nó tu, là anh thấy vô lý. Không phải kiếp trước nó tu, kiếp trước nó đang ở trong bụng mỹ, nó ở đồ gấu, nó làm sao nó có tu.
đúng không? Chỉ có Rồi nói là rồi. cái hồn của bà Nico này này bà tu trước rồi có duyên, bà chết đi rồi nhưng mà bà còn cái hồn, chờ cơ hội có dịp gọi là được tái sinh lại là bà nhập vô thôi, là cho bà nhập thẳng con bí Tường Lam. Cho nên con bí Tường Lam là nó phát ngôn ra là đây là những là anh xác định là của cái người Nico đó, chứ không phải là bí Tường Lam mà tự biết đâu. Cho nên anh phê phán cái qua cái YouTube là cái vấn đề đó, cái gì anh thấy cũng 90% đúng. Rồi mà anh điện qua đây rồi anh đã xả bớt cái sự stress chưa, để em chốt lại cho anh cái này này để anh hiểu rõ hơn nè. Sao cái vấn đề ở đây đó, em lên tiếng hoặc là bất kỳ bà con nào lên tiếng thì cũng không phải là lên tiếng để mà chỉ trích bé Tường Lam, anh hiểu không? Đúng rồi. Mà người ta lên tiếng là để chỉ trích âm mưu đằng sau của một nhóm người đó. Còn nhóm người đó như thế nào thì sẽ có một ngày anh sẽ rõ hơn cái vấn đề này. Anh đang hiểu em nói được, không? Được. Người ta đang được. Mượn hình ảnh của một đứa trẻ để người ta có những cái ý đồ riêng của họ. Đây là một trong những cái thì nhìn qua cái tất cả các phim thì thấy nó có một cái sự ma mị khủng khiếp quá. Rồi, cho cái thì em cũng cảm ơn anh đã điện qua đây. À, nhưng mà được. cái anh cũng nên xem lại. Xem một cái vấn đề gì thì mình cũng phải có một cái luận chứng và chứng minh. Phải xác thực. Chứ không thể mình nghe bất kỳ một ai nói rồi mình cái như là kết luận vội vàng. Anh nhé. Rồi, anh cũng hiểu cái chỗ này. Anh coi cái nào mà được thì không được là anh ghi liền. Anh có gì thắc mắc. Còn anh cảm thấy rằng cái kênh YouTube nào mà lúc nãy anh nói đó, nó làm anh bắn bựa hay là nó như thế nào đó, anh cứ tìm tên kênh đó đi và anh lấy cái clip đó xuống cho em. Đó, em sẽ phụ anh một tay để lập mặt những thằng YouTuber này. Ok. Rồi. Rồi, Cảm ơn. thank you anh nha.